Hello, chào các bạn. Mình đang trên đường về nhà và đang bị kẹt xe ở trên highway. Nghĩ lung tung, tự nhiên nhớ lại cái chuyện xin job. Và thật ra trong cái thời điểm này là cái thời điểm rất là căng thẳng đối với những bạn xin job trong academia. Vì giai đoạn này giai đoạn mà các trường đã bắt đầu lục đục làm interview phone, Skype rồi on campus. Một số trường research người ta phỏng vấn on campus rất là sớm, bởi vì họ muốn nhận những candidate tốt. Và những thậm chí những trường teaching cũng bắt đầu dần dần người ta phỏng vấn là sớm. Mình nhớ năm 2017 cái phỏng vấn phone và Skype của mình đâu tầm tháng 11, tháng 12. Và cái interview mình sắp kể các bạn ngay đây là nó diễn ra trong tháng 12. Thì từ cái interview này mình có một cái on campus ngay sau đó, trong mùa đông. Thì cái chỗ này nó rất là thú vị, nó rất hấp dẫn. Ngoài cái chuyện nó là một trong những nơi sớm nhất gọi mình trong năm 2017, thì nó có một cái nữa là họ gửi luôn cho mình cái câu hỏi để chuẩn bị cho phone interview. Họ gửi cho mình 5 câu hỏi. Thì các bạn nghĩ xem, nếu mà mình biết trước câu hỏi thì cái đó là cái thế mạnh hay thế yếu. Thật ra đối mình nghĩ lúc đó, mà thậm chí bây giờ mình cũng nghĩ đó là một cái trò chơi rất là nguy hiểm. Thông thường nếu như mà người ta không gửi câu hỏi cho mình thì nó xem nó coi để mà các cái candidate nó khác nhau như thế nào, nó phụ thuộc vào cái khả năng xử lý tình huống và phụ thuộc vào những câu hỏi. Tại vì trong phỏng vấn thì người ta ngồi những cái câu hỏi người ta có thể hỏi lung tung hết. Thì anh gửi 5 câu hỏi có nghĩa là những cái candidate khác nó cũng nhận 5 câu hỏi giống mình, và nó thằng nào cũng có một cái sự chuẩn bị giống nhau cả, tức là chuẩn bị rất là kỹ làm sao mà cho nó hay. Và như vậy cái cuộc chơi nó trở nên khó hơn rất là nhiều. Cứ nghĩ là nó open nhưng mà thật ra cái complexity nó lại tăng lên. Tại vì lúc đấy là mình phải làm sao mình thể hiện cái trong những câu trả lời của mình không phải là những câu trả lời theo kiểu thuộc bài nữa, mà phải trả lời làm sao mà cho nó tự nhiên. Và hơn nữa là mình phải có một cái sự chuẩn bị cực kỳ tốt, nó dẫn đến sự vượt trội. Và cái quan trọng mà mình hay nhắc trong những cái video chia sẻ về xin job của mình đó, là phải biết sell bản thân mình cho thật tốt. Đó. Thế thì cái câu hỏi thứ nhất là họ nói về cái teaching load. Họ bảo là bây giờ cái teaching load ở trường teaching đó là 12 credit, tức là 4 lớp một học kỳ. Thế thì lý do gì mà mình vẫn quyết định apply cho cái job đấy? Và cái nữa là gì? Một cái người ta thêm một cái câu là follow up sau cái câu đó là hãy nêu những cái điều gì mà xung quanh cái job đấy mà mình hiểu để mà mình quyết định. Nói chung là cũng là một cái câu hỏi bổ sung cho cái vế đầu tiên thôi. Thế thì cái câu hỏi này á, khi mình nhìn nó thì mình nghĩ người ta muốn hỏi là vì sao anh lại thích cái job này, vì sao là anh lại muốn làm cho chúng tôi, tức là why do you want to work for us. Tức là một số câu hỏi xin việc đó, nó có thể rất là giống nhau nha các bạn. Cho nên là thật ra khi mà các bạn chuẩn bị, các bạn không cần chuẩn bị quá nhiều cái câu trả lời đâu. Mình chỉ cần chuẩn bị thông tin thôi. Rồi sau đó là nó có hỏi như thế nào thì mình cứ gom cái thông tin đó mình lắp vào. Đó thì mình trả lời cái câu hỏi đó như thế nào. Mình bảo thật ra mình bắt đầu từ cái thực tế của mình. Thực tế của mình giai đoạn đó là giai đoạn mình dạy đến 5 lớp. Trong đó có mình dạy overload. Nếu mình bảo là mình dạy 5 lớp mà mình vẫn ok, mình không có vấn đề gì ở cái chuyện là teaching load nó cao cả, đối với mình chuyện đó là chuyện bình thường. Và theo mình hiểu thì đó là một cái normal teaching load của hầu hết các trường teaching. Cho nên là cái chuyện đó là chuyện hết sức bình thường, mọi người làm được thì mình cũng làm được. Và mình muốn đưa ra một cái ví dụ rất cụ thể là mình làm được. Mình vẫn handle cái chuyện 5 lớp ở trường rất là ok. Và bên cạnh đấy mình cũng phải sell cái research của mình. Một trong những cái thế mạnh của mình thì mình nói là tôi dạy như vậy và biết là tôi dạy thậm chí là mỗi lớp tôi đều có một số cái phương pháp giảng dạy rất là khác của tôi để cho làm sao các em nó hứng thú học. Đấy là những câu gợi mở ra, mình không nói cụ thể trong lúc trả lời ngay, mình không nói cụ thể, nhưng mà mình chỉ cần gợi mở ra để cho mình tạo một cái khoảng trống cho người ta có thể hỏi mình. Và những cái câu hỏi đó thì bắt đầu là mình lái người ta vào cái câu chuyện của mình. Đó thì và bên cạnh đó là mình vẫn làm research tốt và cái publication record của mình trong năm đó là cũng tốt, 3-4 bài báo ở trong những tạp chí cũng khá là tốt. Cho nên đối với mình cái việc mà 12 tín chỉ thật ra nó rất là bình thường. Và bên cạnh đó khi mà mình tìm một cái job làm việc ấy, thì mình không chỉ tìm một cái job làm việc không đâu, mà mình phải tìm được
cái mà location và cái department, là lúc đấy bắt đầu mình sell cái kiến thức mình hiểu gì về họ và hiểu về cái location của cái trường. Thì các bạn biết là cái câu hỏi như mình nhớ có lòng mình chia sẻ khi mà để trả lời cái câu hỏi là vì sao bạn muốn làm cho chúng tôi đó, không phải là trả lời chỉ đơn giản là bởi vì tôi thấy chỗ đó hay, chỗ đó nice, các anh ông rất là hay, mà mình phải đưa một cái câu trả lời rất tổng quát. Thứ nhất là về hiểu biết của mình về trường, về khoa, và hiểu biết của mình về location. Thậm chí nếu như các bạn có con cái này nọ thì các bạn phải hiểu biết về cái school system ở đấy nữa. Đó cho nên mình nói đấy, ngoài cái chuyện ra đó thì tôi thấy trên khoa cái diversity nó rất là cao. Tức là cái sự đa dạng của những người làm ở trong khoa đấy. Mà một cái môi trường diversity là một cái môi trường cực kỳ tốt để cho mình làm việc. Đó, thì ở đấy mình thấy là rất nhiều người, thậm chí cái ông chair của hội đồng đấy cũng là người Đức chứ không phải là người Mỹ. Đó, thì đấy là cái thứ hai, đó là một cái environment rất tốt như vậy. Thì rất là tốt. Và cái thứ ba nữa là trong đối với department nó còn một cái yếu tố rất là quan trọng, đó là cái student teacher ratio, đó là cái tỷ lệ học sinh và giáo viên rất là thấp. Cho nên khi mà với một cái tỷ lệ học sinh với giáo viên thấp như vậy thì nó là một cái môi trường rất là tốt để cho mình có thể thực hiện những cái phương pháp giảng dạy mới, mà đối với mình nó là điều rất quan trọng để giúp học sinh học toán cho tốt. Đó là cái mà xung quanh academia về môi trường làm việc và cái diversity trong khoa. Mình đã không kể về teaching load rồi thì cái chuyện đó là thêm vào nữa. Và cái mà quan trọng hơn nữa là bởi vì mình nói mình có kids, mình có con, cho nên là cái mình rất mình có chú tâm đến cái nơi sống và nơi học, và ở đó cái hệ thống trường học của nó rất là tốt. Và mình nghĩ rằng rõ ràng đó phải là không những là một cái nơi làm việc tốt mà nó còn là cái nơi để mình nuôi con, nuôi dạy con tốt. Cho nên đó là một lý do vì sao mà mình dù cho cái teaching load ở đấy là 12 credit per semester nhưng mà mình vẫn thích cái chỗ đấy và mình vẫn rất muốn làm việc cho cái chỗ họ. Thì đấy là cái câu trả lời của mình cho cái câu hỏi đầu tiên. Thì sau đó là cái câu hỏi thứ hai thì nó bắt đầu nó dứt dắt đến câu hỏi thứ nhất. Trong cái câu trả lời thứ nhất mình có nói là mình dù cho mình dạy 5 lớp nhưng mà mỗi lớp mình đều có một cái cách giảng dạy nó khác nhau, làm sao nó phù hợp với trình độ học sinh, trình độ sinh viên. Thế câu hỏi thứ hai đúng luôn là mình có những cái điểm gì, những cái điểm đặc biệt xuất sắc gì mà mình có thể mang đến contribute vào cái việc trong cái sự phát triển của khoa và trong cái việc giảng dạy. Thế thì mình mới nhấn mạnh lại cái trong một trong những câu trả lời của mình đầu tiên, mình nói là đấy, tôi đã trả lời lúc câu previously là tôi có nói là tôi có dạy trường đó và tôi có những cái cụ thể. Thế thì bắt đầu mình đi vào một cái cụ thể hơn, ví dụ như tôi dạy cái môn finite math này. Finite math các bạn biết là một cái môn mà ở Việt Nam không có. Môn đấy là môn dành cho những sinh viên mà khoa xã hội này nọ, và đấy gần như là nó thấp hơn calculus nữa, rất là thấp. Nhưng mà ở đó người ta dạy cũng khá là nhiều thứ. Mình nhớ là mình dạy thậm chí là tổ hợp, dạy xác suất thống kê, rồi nó gom tất tập vô mọi thứ, thậm chí là đại số tuyến tính, rồi thậm chí là linear programming. Đó, mọi thứ một chút vô để cho các em nó có một cái nền tảng về toán học. Nhưng mà bên các em xã hội thì nó không cần nhiều, cho nên là người ta dạy cái đó, nó gọi là finite math. Thế mình nói đó, đối với những cái sinh viên mà nó có level thấp như vậy và cái finite math là một cái last course của họ để họ tốt nghiệp, thì những sinh viên đó gần như là không có một cái interest nào là trong môn toán cả. Vì vậy cho nên là mình phải có một cái cách dạy nó phải hoàn toàn phù hợp lý để cho các em, ngoài cái chuyện là giúp các em học toán, mà thứ hai là giúp các em vượt qua cái môn đó để các em tốt nghiệp. Thế thì mình mới bắt đầu mình sell mình về cái kỹ năng teaching. Đó, sell mình về kỹ năng teaching thì mình nói đấy, rõ ràng hồi đó tôi đang dạy cái môn đó và tôi dùng cái phương pháp làm việc nhóm này nọ và tôi thấy kết quả của em rất là hào hứng. Và tôi làm việc nhóm, trong quá trình làm việc nhóm thì mình phải mô tả là mình làm cái gì, trong lúc đấy là mình phải chạy đi lòng vòng quanh, mình phân nhóm ra một đứa nào mạnh nhất, rồi làm việc mỗi trong nhóm đều có đứa mạnh nhất rồi phụ hỗ trợ các em, rồi mình đưa ra lý do vì sao mình chọn cái cách tiếp cận đó, là bởi vì sinh viên thông thường nó hỏi tụi nó và nó giúp tụi nó là nó rất là hào hứng và nó dễ dàng hơn là nó hỏi giảng viên, bởi vì nhiều đứa nó sợ. Đó là cái thứ nhất. Sau đó mình đưa một cái ví dụ khác, ví dụ mình dạy quá khứ mình đã dạy cái môn calculus và mình áp dụng cái phương pháp project based learning. Mình dù là môn toán nhưng mà mình vẫn chạy theo project được, mình cho mỗi nhóm phân ra những cái nhóm
một nhóm 5-6 đứa, sau đó là nó làm, nó học, vừa học giải bài tập chung với nhau rồi đưa ra từng nhóm, từng cái nhóm kiến thức cụ thể, từng cụm các em làm, sau đó các em giải xong các em lên bảng, các em present trên bảng. Thì mình lý giải là những cái cách làm như vậy là giúp các em là không những là học toán mà còn giúp các em là rèn luyện những cái skills, ví dụ như là làm việc nhóm, ví dụ như là thuyết trình, ví dụ như tìm kiếm thông tin, các loại ABC. Và quan trọng cái đấy không, đấy là không, đấy chưa quan trọng bằng là cái kết quả của cái môn đấy, là trong cái kỳ thi toàn kho, kỳ thi chung thì gần như là các em đạt điểm A và điểm B hết. Đó, thì đấy là cái những cái kết quả vô cùng ấn tượng và mình có thể ăn tiền được khi mà mình sell. Đó thì các bạn thấy, tự nhiên những cái kiến thức đó bên cạnh đấy là ngoài những cái phương pháp giảng dạy mới thì tôi còn áp dụng các cái, tôi đã quen dạy dùng các cái kỹ, dùng các cái technology để dạy. Ví dụ như tôi quen dùng hệ thống Canvas, quen dùng hệ thống website, quen dùng hệ thống này nọ. Rồi sau đó là mình nhớ là người ta có giải thích ở chỗ họ là dùng cái hệ thống tương tự thôi, chứ không có dùng hệ thống đó, nó gần giống thôi. Cho nên là, nhưng mà họ nói thì ok, không có sao cả, thì cơ bản là nó cũng giống nhau hết, cho nên là nó không vấn đề gì. Đó, thì nói chung là cái cuộc trao đổi nó diễn ra rất là bình thường, nó vui vẻ. Đấy, đấy là cái câu hỏi thứ hai. Và cái câu hỏi thứ ba nó sẽ liên quan dứt dắt đến cái chuyện, từ cái chuyện các bạn thấy, từ câu chuyện thứ nhất là mình nói sơ sơ về cái những cái kỹ năng giảng dạy của mình, và mình vẫn có thể handle được. Cái kỹ năng thứ hai là mình nói cụ thể hơn cái giảng dạy của mình, nhưng mà mình có nói về cái kết quả, cái thành công của học trò. Và cái câu hỏi thứ ba là thật ra đó là cái câu hỏi là cái điều gì mà làm mình tâm đắc nhất trong cái professional career của mình. Thì một giảng viên nó gồm có hai mảng, nó mảng hai mảng chính, thì nó gồm mảng teaching và mảng research. Thì mình mới nhấn mạnh cho họ làm một lần nữa, đấy tôi vừa kể cho các ông nghe những cái thành tích của học sinh tôi, trong lớp của tôi nó học như vậy nhờ vào những cái phương pháp giảng dạy mà tôi đã học được và tôi thực hiện được. Nó còn một cái nữa sau đó là bên cạnh đấy là tôi đã có advising experience, tức là có cái kinh nghiệm về hướng dẫn. Và sinh viên của tôi đã hướng dẫn nhiều sinh viên tốt nghiệp thạc sĩ, rồi tôi đang hướng dẫn tiến sĩ, rồi cái điều mà coi như là tôi rất là hứng thú, bởi vì cái điều mà nó làm cho tôi mà hạnh phúc nhất trong cái professional career chính là cái student success. Bởi vì cái thành công của sinh viên chính là cái thành công của thầy. Niềm vui, niềm hạnh phúc của thầy, câu kiểu rất rất Việt Nam. Mình chỉ nói hai từ student success, sau đó mình giải thích ra ngoài kết quả học tập các môn kia, sau đó sinh viên nó được bài báo nhận đăng, và mình kể ra cái record của mình là bao nhiêu sinh viên của tôi được có bài đăng rồi này rồi đấy, cụ thể nó nằm hết trong CV. Mình chỉ có nhấn mạnh trở lại một lần nữa để cho người ta thấy cái vai trò của mình trong những cái chuyện đấy. Đó thì đấy là cái teaching rồi experience, sau đó mình có advising experience, sau đó mình mới có tiếp. Mình nói tiếp đối với cái vai trò là scholar, thì khi mà mỗi lần có bài báo thì tôi rất là vui đó. Ví dụ cụ thể tôi nhấn mạnh lại lần nữa là với một cái high teaching load như vậy, nhưng mà tôi vẫn có thể balance teaching và research well, và tôi có thể publish là mấy bài báo trong những tạp chí đó. Trong những năm gần đây thì năm nào tôi cũng publish như vậy. Đó thì đó là những cái evidence mà người ta không thể chối cãi được, và nó làm cho cái case của bạn nó mạnh hơn rất là nhiều. Thì đấy là câu hỏi thứ ba. Sau đó bắt đầu là vì sao mình nhắc đến cái advising experience, các nó giống như là một cái student success, nó dẫn đến cái student success. Bởi vì cái câu hỏi thứ tư đó là câu hỏi mà người ta hỏi là mày có kinh nghiệm gì về advice hay là direct undergrad research chưa. Thế mình đây là một cái cơ hội để mình sell tiếp đây các bạn thấy. Nó lúc trước mình dẫn dắt ba câu trả lời trước là nó lại dính dắt, rồi sau đó mình dẫn dắt từ câu trả lời thứ ba đến câu trả lời thứ tư. Thì cái câu trả lời thứ tư là mình đó, mình bảo mình cũng lại nhắc lại, tôi vừa nói với ông là tôi có kinh nghiệm đó đó đó, thì nhưng mà tôi nói thật sự là tôi không có, chưa bao giờ hướng dẫn undergrad students. Nhưng mà mình cho rằng là cái việc hướng dẫn undergrad student và master hay là PhD student nó là nó như nhau cả. Và bên cạnh đấy là mình có, năm đó là mình có làm, mình có hỗ trợ tổ chức một cái seminar cho sinh viên undergrad students ở cái trường, ở trường mình dạy, ở trường trên Florida. Và mình đưa cái đó vào record đó các bạn, như tôi là để mục đích là tôi thu hút nhiều học sinh, sinh viên về cái mảng nghiên cứu của mình. Thì tôi tổ chức seminar và cái chuyện đó là tôi rất là happy nếu như là tôi được hire và tôi có cơ hội để tôi tổ chức seminar ở dưới trường, ở campus của các ông. Thì và bên cạnh đấy là mình cũng phải nhấn mạnh một cái hình thức khác, đó là mình sell cái research của mình một cách rất là khéo léo.
các bạn phải để ý là những cái khi mình phỏng vấn những cái trường teaching ấy, thật ra khi mình nói nhiều quá về research là người ta sẽ rất là ngại. Bởi vì cái câu đầu tiên người ta hỏi là cái teaching load mà. Khi mình nói nhiều quá về research thì mình bảo là ồ, cái thằng này là research guy, nó không có, có thể nó không ở đây lâu hoặc là nó không phù hợp với cái teaching này, không được. Nên người ta rào trước đón sau. Nên khi mà mình muốn khoe cái research nó rất là nguy hiểm. Mình phải khoe rất là khéo. Thế thì mình đã khoe một số lần nhưng mà mình khoe không có nhiều. Nhưng mà bên cạnh đấy là khi người ta hỏi đến undergrad research thì mình bắt đầu mình khoe cái research của mình một cách cụ thể hơn. Mình bảo thật ra tôi làm trong lý thuyết ma trận, và như các con biết là lý thuyết ma trận thì sinh viên chỉ cần có kiến thức về đại số tuyến tính. Bởi vì ma trận mà, ma trận đại số tuyến tính là biết hết, là có thể các em nó có thể sẵn sàng tiến hành nghiên cứu. Và mình đưa ra những cái ví dụ mà để người ta thấy là chỉ cần mình đi một cái step sau cái khóa học đại số tuyến tính thì nó có thể dẫn ra cả một cái vùng trời mới. Nó có rất nhiều câu hỏi và những cái ứng dụng trong lý thuyết thông tin điện tử nó chém gió ác luôn. Khi mà nghe đến Quantum Information Theory là hot lắm, ai cũng nghe cũng sướng cả, vì nó rất là mới mà. Và nó rất là lạ lẫm, bởi vì đối với nhiều người khi mình đi phỏng vấn on campus là ít nhất là 5 lần thì mình thấy là những cái bài nói chuyện của mình nó rất là sự bất ngờ đối với nhiều người, bởi vì kiến thức đó nó không quá xa nhưng mà nó là rất rất là bất ngờ. Đó, thế mình khoe như vậy và rõ ràng là mình nói ơi, tôi thấy là rõ ràng những kiến thức này nó hoàn toàn accessible đối với undergrad students, và mình rất là happy nếu mình làm được cái chuyện đó ở trường, và mình tin chắc rằng là mình có thể thành công với cái advising experience của mình. Đó thì nó trải qua hết 4 câu hỏi rồi, và trong 4 câu hỏi đấy thì các bạn thấy rằng là cái chính là mình làm sao khi mình dù cho người ta đưa trước câu hỏi cho mình, nhưng mà mình cũng phải làm sao mình dẫn dắt cho những cái câu trả lời của mình nó đi theo một cái mạch, nó theo cái mạch đấy và nó tạo thành một cái mạch logic. Và khi mà người ta hỏi mình á, mình trả lời thì mình nó không dẫn đến câu chuyện giống như trả bài, nó dẫn đến mình luôn luôn tạo ra cho họ một cái cơ hội để họ hỏi mình những cái gì đó, mình mở ra một xíu nhưng mình không nói, để cho họ hỏi mình, họ trả lời, sau đó trao đổi một hồi. Mình nhớ đấy là 4 câu hỏi chính, và trong 4 cái câu hỏi chính đó là mình nói chuyện khá là lâu. Các bạn thông thường là phỏng vấn phone với interview, người ta phỏng vấn khoảng tầm 25-30 phút thôi, và trong cả cái buổi phỏng vấn đấy là mình nói chuyện gần như là 40-45 phút. Thật ra cái câu hỏi thứ 5 là gì? Bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không? Thì bắt đầu là đó là một cái nghệ thuật khác. Các bạn biết là đấy là cái khó nhất, mình cho rằng đó là cái khó nhất trong mỗi cái cuộc phỏng vấn, là bạn có câu hỏi gì cho chúng tôi không. Bởi vì cái câu hỏi như vậy nó, bạn có thể hỏi mình những cái câu vu vơ cũng được, chả sao cả, bạn nghĩ vu vơ nhưng mà người ta sẽ đánh giá những cái câu đó. Bởi vì nếu như bạn hỏi những cái câu hỏi không đâu vào đâu cả thì người ta nói anh này đúng là nó hỏi toàn những câu vớ vẩn, nó không thực chất, và rõ ràng là nếu mà nó muốn hỏi những thông tin đấy thì nó không hiểu gì về trường, hay là nó chưa tìm hiểu kỹ, hay là nó không có interested in cái vị trí này, nó chẳng qua nó phỏng vấn cho vui hay gì gì đó, đại khái vậy. Nó luôn luôn có thể dẫn đến những cái suy nghĩ như vậy đối với người phỏng vấn mình. Vì vậy cho nên là mình nhớ là khi mình chuẩn bị hồ sơ là mỗi cái trường á, mình có hết, mình in ra một cái folder kẹp hết những thông tin những mình biết về trường đó, sau đó trên cái bề mặt của cái tệp đó là mình phải ghi ra những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái gì cụ thể nhất trong cái bộ hồ sơ đấy. Rồi sau đó là trong cái danh sách thường là mình phải chuẩn bị tầm khoảng 7-8 câu hỏi là mình sẽ hỏi ở mỗi trường về những cái điều gì, bởi vì nó phụ thuộc vào cái điều ở trường đó. Mình xem trong cái website của họ như nào, mình xem thông tin của trường như nào, mọi thứ đó. Như vậy nó sẽ rất là kỹ. Nên khi mà hỏi họ mình thì mình thông thường khi mình đặt câu hỏi đó thì mình sẽ hỏi 3 câu. Thứ nhất là mình sẽ hỏi về ít hỏi về trong academia, mình hỏi về cái điều kiện để cho, thứ nhất là điều kiện cho tenure promotion như thế nào. Người ta giải thích là tức là điều kiện để lên phó sư nó như thế nào, rồi họ quy định bao nhiêu bài báo, rồi họ giảng dạy về cái teaching evaluation ở đó họ thực hiện như thế nào, và họ đánh giá quan trọng nhất trong việc teaching là gì. Đó là một số những cái câu hỏi trong vấn đề teaching đấy.
Để khi mà mình họ trả lời thông qua những cái đó, mình có thể hiểu được cái văn hóa của họ. Ví dụ như một số nơi người ta không có quan trọng lắm cái teaching evaluation của sinh viên, mà người ta có thể nói cái quan trọng nhất của họ đó là ví dụ như chair đến lớp nghe bài, nghe giảng bài và chair đánh giá sau cái buổi đánh giá đó. Thì đấy, cái văn hóa của mỗi trường nó mỗi khác, chứ không phải nhất thiết gì phải là teaching evaluation của sinh viên là số 1 đâu. Mình hiểu rõ cái văn hóa rồi, sau đó cái tenure promotion rồi như thế nào, họ giải thích cho mình là mấy năm, mình biết được 5, 6 năm hay gì đó, và phải yêu cầu những cái đó là teaching service research, research người ta yêu cầu bao nhiêu bài báo để mà lên, thì coi như mình biết thêm thông tin. Và thêm một cái thông tin nữa là mình có thể hỏi là hỏi về cái location đó, hỏi về cái, thậm chí là hỏi về giá nhà. Mình có thể Google mình biết được cái giá nhà đấy thôi, nhưng mà mình hỏi xem là ở đó cái giá nhà nó như thế nào. Và có thể hỏi là với một cái location như vậy thì mình tìm thấy là, ví dụ mình mention là trên internet tôi thấy có nhiều thông tin rất là hay, rất là thú vị về nơi ở đấy, nó có những cái này tốt, những cái này xấu, và như họ thì họ là ở đấy bao nhiêu năm rồi, họ cảm thấy cảm nhận về cái location nó như thế nào, họ có thể giải thích cho mình nghe. Thì đó là những cái mà để cho họ bộc bạch, có cơ hội để họ bộc bạch cái tâm sự của họ đó. Rồi mình nhớ có một, mình không biết trong cái đợt đó hay là đợt nào, mình nhớ là trong đợt đó có một người rất là nice, và ông che là người Đức, cho nên mình mới hỏi là, thì tôi biết là cái ông không phải là ông là cũng là người nước ngoài, ông cứ tao là người Đức. Thì một cái điều mà một cái campus nó nhỏ nhưng mà ông có thể gắn kết với nó là hơn 20 năm rồi. Thế thì cái điều gì mà ông thích nhất ở cái chỗ đấy mà để cho nó làm cho ông gắn kết với nó như vậy? Thì đó là những câu hỏi như vậy, nó tạo điều kiện cho người ta nói chuyện. và thật sự là nó làm cho cái buổi nói chuyện nó trở nên rất là friendly. Nó không quá là nặng nề nhưng mà nó mang tính chất tâm sự cái gì đó. Đó thì nó những cái đó. Đấy thì các bạn thấy, đây là những cái mà nó đã diễn ra trong cái kỳ phỏng vấn full interview của mình đợt đó. Và mình nhớ đâu trong vòng khoảng 1-2 tuần, 1 tuần sau hay là đâu chưa tới 10 ngày, họ mời mình on campus interview. Và họ nói luôn cho mình biết cái chỗ này đặc biệt. Họ nói luôn là mày là một trong hai thằng được bọn tao mời đến, chứ tụi tao không có mời ba thằng. Đấy, trả lời phone interview thì coi như là chúng cho trước câu hỏi đó, sau đó trả lời on campus interview là cũng chuẩn bị sẵn cho mình, là bảo tao chỉ có hai thằng thôi, cho nên là mày đó, tinh thần là thế, tụi tao chọn một trong hai thằng. Và mà trong cái video sau mình sẽ kể cho các bạn nghe có thể một số cái lỗi lầm nào đấy mình đã thực hiện, và mình đoán rằng mình đã thực hiện một số cái lỗi lầm nào đấy. Mặc dù trong cái on campus interview đấy, mình khi mình biết được có hai người trong, mình rất là hứng thú, mà mình nghĩ rằng cái cơ hội xác suất 50-50 mà, nhưng mà cuối cùng mình lại fail cái interview đó, và mình sẽ kể nó ở trong một cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và hy vọng những cái kinh nghiệm của mình chia sẻ nó sẽ giúp ích cho một số bạn nào đấy, đặc biệt là những bạn đang tìm job trong năm nay. Bye bye.